Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, đến thời điểm này, huyện Thạnh Trị đã chuẩn bị tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên sẵn sàng bước vào năm học mới 2024-2025. Gần đến ngày khai giảng, tại trường Mầm non Hoa Hồng của thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí rộn ràng đón chào năm học mới. Để chuẩn bị đón trẻ đến trường, từ những tuần trước đó, các giáo viên đã tiến hành lau dọn trường lớp sạch sẽ, thoáng mát, trang trí đẹp mắt từ ngoài khuôn viên trường cho đến các phòng học, phòng chức năng. Các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho ngày khai giảng cũng được các cô trò hăng say tập luyện. Niềm vui đón chào năm học mới ngày càng được nhân lên khi trong buổi lễ khai giảng sắp tới, trường sẽ được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thực hiện theo mà kế hoạch năm học của tỉnh ủy thì trường cũng tiến hành rà soát lại. Thì cơ sở vật chất của trường thì vừa năm vừa qua thì cũng được ủy ban huyện đầu tư cơ sở của trường. Thì nói chung là đến thời điểm này nó vẫn là đảm bảo tại vì được mới đầu tư. Còn về cán bộ giáo viên thì trên tinh thần là các cô luôn sẵn sàng và có trách nhiệm để cùng với nhà trường để chuẩn bị cái công tác vệ sinh cũng như là về công tác chuyên môn để các cô để thực hiện đón trẻ vào năm học mới. Rồi các cô cũng đã tiến hành trang trí trường lớp khang trang sạch để cho trẻ bước vào một môi trường bé được trải nghiệm nè, để bé cảm thấy là mình vui thích khi bé được đến trường. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thì cơ sở vật chất của trường thì tương đối là khang trang đúng theo cái thông tư 13. Là trường hiện có là 30 phòng, trong đó có 16 phòng học, rồi 2 phòng giáo dục thể chất, 2 phòng giáo dục nghệ thuật, rồi có phòng học riêng dành cho dạy cho trẻ làm quen với tin học, và có máy đồ được trang bị kết nối mạng internet đồ đạc đầy đủ, rồi có hợp đồng giáo viên dạy anh văn cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi luôn. Còn đối với trường tiểu học Phú Lộc 2, thị trấn Phú Lộc, các cơ sở vật chất cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng với phòng học khang trang, khuôn viên sạch sẽ, thông thoáng, trang thiết bị dạy và học được đầu tư đồng bộ. Hiện nay, nhà trường bố trí 29 phòng, gồm có các khối phòng hành chính, phòng học, phòng hỗ trợ học tập và khối phụ trợ. Trường đã huy động lực lượng giáo viên thực hiện hoàn tất công tác tổng vệ sinh trường lớp. Hiện tại là về cái trường học là hiện giờ về cơ sở vật chất đã được Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị rồi đầu tư cho đầy đủ tất cả về cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo cấp độ 1. Về cái trình độ của giáo viên thì trường hàng năm là có tiến hành là cái kế hoạch bồi dưỡng đào tạo do giáo viên là trên chuẩn và đạt chuẩn. Thì tới năm học 24-25 này trường phấn đấu là cố gắng là giữ vững chỉ tiêu của năm rồi và có thể là cao hơn nữa. Năm học 2024-2025, toàn huyện có 39 trường với 1.127 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Huyện đảm bảo giáo viên giảng dạy các lớp học. Công tác huy động học sinh ra lớp được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Chỉ tiêu huy động của ngành giáo dục huyện năm học 2024-2025 là 18.750 học sinh. Các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trọng tâm là bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện từ sớm. Năm học 2024-2025, huyện đã đầu tư xây mới 3 điểm trường với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng, đồng thời tham mưu lãnh đạo đầu tư sửa chữa nhỏ các điểm trường với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Năm 2024-2025 thì thực hiện theo cái kế hoạch thì ngành giáo dục sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm học 2024-2025. Và trong tác huy động học sinh ra lớp thì ngành giáo dục cũng sẽ tăng cường chỉ đạo phối hợp với các ngành, các địa phương để vận động học sinh ra lớp đầy đủ theo chỉ tiêu. Thứ hai nữa là thực hiện những cái nhiệm vụ của ngành giáo dục đào tạo trong năm học mới này để nâng cao cái chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ ba nữa là nâng chuẩn các trường đạt chuẩn quốc gia. Thì trong đó thì kế hoạch năm 24-25 này thì sẽ kiểm tra cái chuẩn quốc gia của trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú để đến cuối năm học 2024-2025 thì huyện Thạnh Trị sẽ cơ bản 100% các trường đạt chuẩn quốc gia. Một năm học mới sắp bắt đầu với sự chuẩn bị tốt về nhân lực, chuyên môn, cơ sở vật chất.
trang thiết bị dạy học, ngành giáo dục huyện Thạnh Trị quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.